Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 13 tháng 5 đưa tin, ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa Tokka vào khu vực thành phố Bengorod ở tây nam nước này một ngày trước đó. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hại trong vụ tấn công này, trong đó một tòa trung cư cao 10 tầng bị sập một phần. Trong tuyên bố đăng trên Telegram, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 15 thi thể nạn nhân trong đống đổ nát của tòa trung cư cao 10 tầng, theo thống đốc tỉnh Ben Gros, các mảnh vỡ tên lửa đã gây hư hại tòa trung cư 10 tầng này, trong đó lối vào tòa nhà bị sập hoàn toàn. Vụ tấn công còn khiến 4 người ở những khu vực khác thiệt mạng, 27 người bị thương, 5 chiếc ô tô và một số đường dây điện bị hỏng.